Hello, Vion. I can see you. Where are you? Wait for me. Okay. Okay, I see you now. You have new background? Do you have new what? Background? I see your new background. With some what is new? Pink cloud. Is it pink cloud? Yes, it's have so many. Okay. Now, look at this one. We talk about your homework, okay? You make a new video for me? Yes. Okay. Now let's check your video. Can you see your homework here, Bion? Yes, I can. Okay. Now look at this one. I have some. About this one first. About your sentences. I like sewing. Now look at this one and read it for me. For the first one, I like sewing. I like. Now look at this one. Tell me, you have small mistake here. Can you find it for the first sentence? Yeah, so wait. You forgot the full stop. Okay. Yes, full stop. Adopt. Yes. Full stop for this sentence. How about number two? When I sew it, I will use the needle graph. Oh, what does it mean? Câu này nghĩa gì vậy, V1? What? Câu này nghĩa gì? What does it mean? Question sentence number two. As when I'm sewing, I will use a needle graph. Needle, not graph. Is it okay? Yes, needles. Okay, or you can change it into, I saw this one for you. For example, if you use sewing, you use when, have this one, when sewing. Sorry. Sewing, I use my needle. Okay. Sorry, I here. Or when you use or want to use the needle graph, the sentence with needle graph in needle. Needle graph. Subject. I can make a lot of or many toys. Okay. Now remember this one. After when you can use after when here one sentence, this is sentence number two, sentence number one and sentence number two. After when you can use verb plus ing. Sau cái từ when này nè, con sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là con sẽ cộng với động từ mà con thêm ing, ok, đó là cách thứ nhất. Hoặc là con có thể làm là when, for example, when I sew, ok, I use
my needle. Do you understand? Do you understand two sentences? It's the same meaning, do you? This sentence here, when sewing, I use my needle. Or when I sew, I use my needle. Do you understand two sentences? Yes. Okay, after when you can use verb in, verb ing, or after when you can use the sentence. Sau cái từ when á, thì con có thể cộng với lại là động từ thêm in nè, hoặc là con cộng nguyên một cái câu ha, câu hoàn chỉnh có chủ ngữ và vị ngữ, có chủ ngữ và động từ. Ok, con hiểu chưa nè? Ok, now can you make the sentence like this with the word when? Give for me another sentence, Pian. When? When swimming, I use swimming suit. Yes. When going swimming. Okay. And going swimming. I wear my lovely swimsuit. Okay. Do you understand it clearly? Yes. We move to the next. How about the next? Number three. In grade three, I study craft. I send this one to your. Maybe I send it here. Let me see. Put it here, and I will send you later. Đợi một xíu nha. Yeah. Okay. Now. No. Here. And with this sentence, in grade 3, I study craft. Cái chuyện này nó đã xảy ra rồi đúng không? Yes. Cái chuyện này khi mà con á, đã học lớp 3, cái chuyện này nó đã xảy rồi, nó ra rồi. It's in the past. Nó là ở trong quá khứ, đúng không nào? So, you should use like this. Number three, you use in grade 3. In grade 3, I studied. Because it's in the past, so you use past simple. Okay? I studied graph. You see? Yes. Okay. And here, you... Oh, con đang chỉnh màn hình hả, Vy Oanh? Sao? No. I don't know. No, nhảy cái gì vậy ta? Please remember the full stop here. Okay? And? Okay. Let me see in number three. Oh, this here, you need the dash between these. Cái chỗ này thì con cần một cái dấu gạch ngang ha. Cô quên, cô thiếu nè. Để cô chỉnh lại. Now. And remember here, you need a comma, okay? A comma between this one, okay. in grade three. And number four, I like study history, okay? This one is good. Now we move to the next. Sorry, say it again. And next, number five, computer, in my computer, there are many interesting games. Okay, I see it, but you have some mistake here for this sentence. You turn it into like this. In my computer, number five, in my computer, there
are many interesting. Interesting games. Games. Remember S here, Bion.
Hello, Pion. Hello, Miss Jane. Ừ, con nghe chưa? Con bị ao hả? Mẹ bị sao hả con? Yes. Okay. Now, can you see this? Cô đang nói, cô nhìn lên, cô không thấy con đâu hết. Cô đang viết, cô ngẩn lên, cô không thấy con luôn. Okay. Và tiếp tục nha. Okay, con thấy câu số 5 không? Continue with number 5. Okay. In my computer, there are many interesting games. Yep. Remember here. Here, many. Many. Okay. Interesting games because you have many games in your computer. So you say S at the end of games. Okay. Games. And games. Number 6. My hobbies are dancing and rowing. Okay. This sentence is right. And number 7. My teacher is sharing her screen with me. Okay. And number 8, I have 24-26 days. Okay. My family enjoy traveling. Okay. And I like swimming. It's easy. And after enjoy, here, Vivian, it's a mistake here. After enjoy, you plus verb. Okay. After the verb, you plus ing. Remember that. Not so verb enjoy plus ing. Oh, where are you? Okay. Con hiểu này không? Sau cái từ enjoy á, con sẽ cộng với một động từ đã, rồi con hãy cộng với ing. For example, enjoy traveling. Okay. Travel is a verb, and so after enjoy, you plus ing. Or enjoy eating. Or enjoy studying. Or enjoy dancing. Okay? Do you understand that? Yes. Yes, it's more clear now. Now we move to your speaking. Okay? Your video. Now let's see your video. How about your video? Video. Here, this is your video. Hello, Jane. I would like to tell you about my family tree and mama. Can you hear clearly? Yes, I can. Okay. Good. Now I turn it on. Other side. This is my family tree. In the first slide, you can see my grandparents. There is my grandpa. Now, in the first slide, you can see my grandparents. Remember S at the end, grandparents, okay? Grandparents. Because you have mother, grandmother, and grandfather, okay? Or you just say about, if you just say about one of them, you say grandparent, okay? Now, I show you this one. Cái chỗ này nè, cái từ này. I think I should use this. The boys, okay? Now, here we are. You have the word grandparent. Grandparent. When you mention about grandparents, it means about your only grandpa or grandma. Khi mà con nói tới grandparent á, thì nó có thể là chỉ là grandpa or grandma. Yes, just one people. Yes, it's just one. One of both. Có một trong hai người, okay? But when you say about grandparents, it means both of them. Grandpa and grandma. Do you understand? Grandparents, it means two people. But grandparents is one person.
grandpa or grandma. Okay. Just so, one people. Okay. Just one person. One person. Okay. One person. You have the word person. And another is people. Do you understand the difference between two words? Yes. Okay, now we continue with your speaking. My grandpa name is Mr. Chiu, but I don't know my grandma's name. My grandparents are three children. There are two sons and one daughter. I only have one daughter is my mom. À, cái chỗ này con nói gì vậy, Viu Anh? What does it mean? The sentence is. Cái câu chỗ này nè con. My name is Mr. Min. My second name is me. My daughter is my mom. Her name is me. Đây, my mom. Đây, đây, cái chỗ này nè. À, không phải, không phải. One daughter. Yeah. I only have one daughter is they my are mom. Only half. Con nói cái câu này là sao? They are only half. Yes. À, con sẽ nói là ý con nói là ông bà ngoại con là chỉ có một mình mẹ con là con gái thôi đúng không? Yes. À. Con sẽ có là they. Đây chứ sao con nói là there? Phải là there. They. Đây, đây. See in the example there. Okay. They. You should use this word. They. Okay. They have only one daughter. Okay. Only daughter or only one is okay. Only one daughter. They okay. have. Only one daughter. Okay. Is my mom. Is she's is you? She is my mom. Hmm? She is my mom. She is my mom. Now continue. Her name is me. My mom cooks very well. Please. Now, remember, my mom cooks. 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 Very well, okay? Cooks. 38 years old. Now, years old. Years old. Years old. Years old. Years old. Okay. And I have two uncles. My first uncle name is... Now, con sẽ có cái này nè. I have two uncles, okay? Phải không nào? Okay. Nào, con sẽ có là con đừng có dùng là the first uncle. Cái đó là cái người đầu tiên á, cái chú à, cái cậu đầu tiên thì con sẽ dùng này nè, the older uncle is Mr. Cậu con, cậu lớn con tên gì? Mr. Hoàng. Yes. Con sẽ dùng từ older, được không nào? And, rồi tiếp theo sau đó, nếu mà con muốn nói cái cậu thứ hai của con á, thì con sẽ nói là the younger uncle. Ok, cái cậu mà nhỏ hơn á. Được không nào? Được chưa? Ok. Ok. Okay. My second uncle name is Mr. Min. In Mr. Min's house have a big garden. À, now, in Mr. Min's house. Rồi con sẽ nói là in Mr. Min. In Mr. Min's house. In Mr. Min's house. There is a big garden, phải không? Phải không? Yes, there is a big, con nhớ nè. Remember that. Cái chỗ này thì con sẽ dùng there is hoặc là there are. Huh? Chứ con đừng có dùng là in Mr. Min's house has a big garden. Không ai nói. In Mr. Min's house there is a big
garden. Sẽ có người nói, cũng sẽ có người sẽ dùng như vậy nè. Mr. Min. House is very big, have a big house garden. Has a big, okay, has a big garden. Nhưng mà ít người nói như vậy lắm. Con dùng cái câu ở trên thôi. Khi nào trong văn nói á, con mới dùng cái từ là Mr. Min's house has a big garden. Khi nào con nói với Mr. bạn con, Mr. Min's house has a big garden. Con nói với bạn con thì con dùng cái câu này. Nhưng mà khi con làm bài, con thuyết trình với cô giáo con thì con sẽ dùng là in Mr. Min's house there's a big garden. Okay? Được chưa nào con? You okay. Understand it? Now continue. In the garden have lots of flowers. In middle when à cái gì cái con chỗ này là sao đấy? The flower in middle when house have a big garden. In the garden have lots of à con sẽ có nó sẽ tương tự cái câu thứ hai đó Uyên Viu Anh. In the big garden ý con nói là vậy đúng không? In the big garden. Thì con sẽ dùng lại là there are lots of. Con nói là có nhiều hoa phải không? Lots of. Yes. Lots of flowers. Đúng không? Ý con là vậy đúng không? Yes. Ừ. Thì con nhớ nè, con nó sẽ tương tự với cái câu ở trên, con sẽ dùng là there are lots of flowers, okay? Nhưng mà ngay cái chỗ này cái bông hoa là đếm được á, là cái từ đếm được. Khi nào con dùng từ lots of nó sẽ cộng với lại là cái danh từ mà không đếm được. Ví dụ giống như con có là con cộng với những cái từ không đếm được, ví dụ như từ sugar, từ đường á, Navion, do you know that? Sugar. Yes. Or money. Do you know money? Ừ. Tiền. Thì con sẽ đếm được là 1 đồng, 2 đồng, 1 Vietnam đồng, 2 Vietnam đồng, 3 Vietnam đồng. In but sugar we can count. We can't or can't. Con có thể đếm được không? No. Đừng có đếm được không? Không đếm được. Ha. Tại vì con sẽ đếm được 1 ký đường, 2 ký đường, nhưng mà con không có đếm được 1 đường, 2 đường, ok? Hoặc là con sẽ có okay. Ví dụ giống như là từ, ví dụ như tiền á, con sẽ đếm được là $1, $2, nhưng mà không ai đếm là 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, ok? Hoặc là con có chữ gì nữa? Chữ water. Water. À. It's uncount now, nó không có đếm được. Ừ. Con hiểu chưa nào? Ok. Rồi, ngược lại, cái từ con sẽ có từ many. Nó cũng có nghĩa là nhiều. But you plus the countable nouns. Con sẽ cộng với cái danh từ đếm được á. Ví dụ giống như con sẽ có là flowers, trees, people. Ok, con hiểu chưa nào? Okay. Con có hiểu chỗ này không? Con, yes. Con sẽ thấy nè. Cái nào là đếm được và cái nào không đếm được. Cái này từ từ cô sẽ dạy con. Nhưng mà con sẽ thấy ở đây nè. Bây giờ cô nói trước. Cái từ nào mà không đếm được đó, nó thường thường nó sẽ không có thêm S được. Nó sẽ không có thêm S. Con sẽ thấy sau cái từ sugar nè, money nè, water nè, không bao giờ có S hết. Nhưng mà ở cái danh từ mà đếm được thì nó có thể có S. Ví dụ như con sẽ có là flowers, trees, people. Tại people nó là cái danh từ đặc biệt rồi nên con mới chuyển thành people ha. Con hiểu không? Cái chỗ này hơi khó hiểu ha. Con hiểu không? Con về con cứ viết bài lại đi. Rồi có cái chỗ nào không hiểu thì con hỏi cô. Ok? Được không nào? Ok. Ừ. Rồi. Thì ngay chỗ này nè. Trong cái câu này. In the big garden, there are many flowers. Many flowers. Or you can change it into another way. You can say, the big garden, in the big garden. Flowers
many, many flowers. Bloom beautifully. Flower bloom, what is flower? Flower bloom, it means like this. It's not bloom. It's not bloom, but this one is bloom. If you feel this is a flower. Look at this. It's not bloom now. It's a bulb. But when it's open, it means bloom. It's a you understand? Bloom. Now, this one is a bulb. Ở đây là một cái nụ nè. Okay? But when it's open, you say it's bloom. Bloom. Nó có nghĩa là nở đó. Okay? Open. The petal is open. Cái cánh của nó mở ra thì gọi là bloom. Okay? Okay. Okay, now beautifully. Beautiful. Một cách rất là đẹp. Hoặc là con sẽ dùng sao? In the big garden. Many flowers. Colorful. Okay. Được không nào con? Okay. There are many ways for you to show your idea. Có nhiều cái cách mà để cho con diễn tả cái ý chỗ này nè. Được chưa nào? Continue. Flower in Mr. Huang's house. In front of the Mr. Huang's house has a small lemon mango, not lemon. Con sẽ thấy cái chỗ này cũng được. Hoặc con sẽ nói là in front of Mr. Huang's house, there is a mango tree. Okay? In front of Mr. Huang's house, there is a small mango tree. Or you can say a small mango tree is in front of Mr. Huang's house. Okay? The small mango is in front of the Mr. Huang's house. Nó sẽ có cái gì? The con dùng vậy đi cho nó dễ con nè. There is a small mango. Tree in front of Mr. Huang's house. Do you understand? Yes. Okay, now continue. Mango tree. And I have one little sister. Her name is Sumi. I've got five cousins. Two Nana, me and Tony. My family is so happy. I like spending time and play with my family and enjoy. Đây, con sẽ có cái này nè. I like spend time. I like spending time. I like spending time to play with my family. Đó. Con sẽ nói là con thích dành thời gian để chơi với gia đình của con. Okay? Okay. Enjoy. Cái chỗ này con không dùng từ play á, thì con dùng cái từ enjoy cũng được. Enjoy with my family. Okay, trong khi enjoy thì con sẽ có nhiều việc hơn. Ví dụ như play, watch TV, go to the beach, go to the park, go to the cinema together. Okay, cái từ enjoy nó sẽ có nhiều nghĩa hơn từ play. Được không con? Okay, now continue. With my
family. I love my family so much. That's all about my family. Thank you so much. À, con có cái chữ I love my family so, so much. Con đừng có show. Con đừng có nói. Cái chữ đó nó chỉ là so thôi, chứ không phải là show. Show, show nó là từ khác. Ha? Show. So much. À, so. Con chỉ có nói, nó chỉ là từ S nhẹ, chữ S nhẹ thôi. So, so. Like so. So much. I love my family so much. Okay? I love my family so much. Okay. Mm. Do you understand clearly about your homework, your video? Yes. Can you write it again? Huh? Can you write it again once more? Maybe you just write it down and send it to me, not make a video. And I will correct if you have mistakes. Okay. Okay. Good. Now, can you say this for me, this, all of this? Say what? All of this. This, all of this. Ở trên cái all cái này. Of, you write, yes. Cái này con muốn cô viết vô đâu, vô vở cho con, vô cái bài giống như hôm bữa vừa rồi á hả? Chứ con không có muốn là con xem, con đỡ mất con xem cái video lại đúng không? Yes. Ok, vậy cô sẽ chụp cái màn hình này cô gửi cho con ha. Nhưng mà con có biết không, tại vì cô lỡ cô đem cô viết cái câu này nè, nó ở phía bên dưới rồi, nhưng mà cái câu cuối cùng nó lại nhảy lên trên đây nè. Yeah. Con có hiểu không? Con coi con có hiểu được không? Ok, yeah. Cô nghĩ là con coi rồi, được, con để ý thì con sẽ nhìn ha. Con sẽ bắt đầu là ngay từ grandparents, grandpa, grandma này ở đây, rồi con sửa lại ha. Được không nào? Ok. Ok. Để cô chụp màn hình này lại ha. Sao cô chụp màn hình lại đây? Con đợi cô xíu nha. Không biết có bị mất không nữa. Để cô gửi cho mẹ bây giờ đã. Chứ không là nó lại mất. À được rồi. Rồi cô gửi cái hình đó cho mẹ rồi đó. Ha. Rồi con coi có chỗ nào không được thì con nói cô ha. Ok. Now continue with our lesson for today. What's the lesson today we study? About your lesson at your school. Oh, we don't have enough time to do the reading test here. Let me see. Here, this one. We talk about your lesson at your school. Okay, just some of them. Number four. Now, unit number four, we are having fun at the beach. Now, cái từ này nè, Viu Anh. Con nhìn lên đây, con sẽ thấy we are having time. Nó con sẽ đọc á, nó nếu mà nhanh á, nó sẽ đọc giống từ we're having fun at the beach. We're having fun at the beach. Okay? At the beach. Now, okay. You have some new vocabulary for this one. How about this one? Can you guess? Because I think you know that. It's a beach. Okay. How about this unit at your school? Con ở trường con học bài này chưa? What? Ở trường con học bài unit number four chưa? Unit number four? Yes. Wait. Unit number four? Not yet. Not yet. Okay. Just I talk about some words for you. This is a beach. Yes, it's a beach. Okay. Beach. Now, and to the next, you have to this word. Now. This one is shell. Okay. Now look at the picture and you also notice that. Con nhìn vào và con chú ý nè. This is shell. Okay. Cái này nè, nó có một cái mái chèo á và một cái cánh buồm. Nó. And just one people on it. This is the shell. He is selling.
He is sailing. Ok. Cái môn thể thao này là sail. Nó có một cái cánh buồm nè, Vyuan. Ok. Ok. Remember that. You see the difference between this word and this one. This one here. Surf. Okay, surf. Surf. Là nó chỉ có một cái ván trượt đây thôi. Thì gọi là surf. Lướt sóng. Surf. Lướt sóng. Okay. Không surf. Một cái miếng này thôi. Okay, now. But with this one. Con nhìn để con phân biệt được mấy cái từ này thôi. Tại vì cô thấy cái mấy cái môn này nè. Nó sẽ... I do it already. Okay. This word, you do it at Tuyền Lâm Lake? Yes. Okay. Kayak. Now. Kayak. Kayak. Okay. With two people or three people on it. Maybe five. Okay. And this is a sail. Nó cũng có một cái mái chèo. Nhưng mà cái này là con có thể chèo hai bên. Nó khác cái hồi nãy ở cái hình này nè. Nó sẽ khác cái mái chèo của cái hình này. It's different. Okay, can you see it? Yes. Okay, now next. Cái này á, thường cái này á là để lái cái buồm này nữa nè. Nè con, để lái cái buồm này nè. Cái cánh buồm á. Hiểu không? Còn cái này là con thích quạt. It has lots of. Nè, còn nhưng mà cái môn này á, nó sẽ là cái mái chèo. Okay. Con thấy không nào? Con phân biệt được chưa? Ok. Rồi, tiếp theo. Cái môn này nữa là windsurf, lướt sóng. Nhưng mà cái này á, người ta có cái buồm này nè, để người ta đợi người ta hứng cái gió á, nó vào vô đây. Ha. Nó sẽ khác với cái này. Cũng là surf. Con sẽ thấy cái này cũng là surf nè. Nhưng mà nó không có cánh buồm lên, đúng không? Còn cái này nó có cái cánh buồm để nó đón gió nữa. Và có cái thanh ngang đây nè, là để người ta lái cái hướng gió đi đó. Thì cái này gọi là windsurf. Con thấy cái điểm khác nhau chưa? Điểm khác nhau nhé. Rồi, now continue. Cái này thì dễ, từ này thì tiếp theo thì dễ rồi. Cái từ lặn biển là snorkel. Ok? Snorkel. Dễ rồi ha. Rồi, tiếp theo. Con còn một từ nữa. I show you this. Water ski. Water ski. Water ski. Water ski. Ừ, cái từ này cô quên ghi vào mất. Con sẽ có cái này. Water ski. Water ski. This way, I said this one with you. Rồi. Now, this one. Con sẽ có cái từ này nè, Viu Anh. Con nhìn vào đây. Water ski. Water ski. Tức là, cái này á, nó sẽ có một cái thuyền ở đằng trước. Nó kéo con đi. Con ở trên cái ván trượt và cái sợi dây này nè là để nó nối với cái thuyền. Ok? Ok, it's Now, like this, can you see it? Yeah. I give the video for you. Video. Đó, để con phân biệt được giữa những cái từ này á. Chứ cô thấy như ở trong sách á thì nó cũng khó nhìn đó. Here, maybe this one. Let's see it. Water ski. Grammarly does more than catch air. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp
or explicit or excellent or distinctive. Hmm. As a matter of fact, con có nhìn thấy không? Con nhìn thấy cái video không? Monkey. Out of Virginia. Here to teach you how to water ski. Suitable size. No phrase. The water skis should be very snug, very secure, and should be adjustable so that it can be snugly placed with both hands. She will actually bend her knees, keep her arms almost straight. We always want to keep the head up so that the body doesn't fall down. We want to stay in a rigid position so that I can function as the boat and actually pull her and almost flat her across the dock with most of her weight on the balls of her feet. On dry land, straight, the knees bent, ankles bent, dark. Once you have your body in the proper position, have the boat driver proceed. Boat drive bent, arms straight, keep your head up, and you will be skiing. Yes. This is water skiing down the water, you'll want to. Ở đằng trước là sẽ có cano nó kéo con. Okay? Okay. Okay. Understand it clearly now? Now, can you read this word for me? No, this one. Cái này á, cái bài này cô làm thiếu một cái từ đó đó, cái từ water ski. Right, now, can you read this for me? Now, oh, sorry. For the first one. Is beach. Beach, okay. Beach. Shell. Now, sail. 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 Okay. Now, next. Surf. 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 Kayak. Kayak. Now remember kayak K at the end. Okay. Kayak. Wind surf. Wind surf. Wind surf. And snorkel. Now snorkel. 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 And the last one. Ah, no, not the last water one. Ski. The last. Yes, water ski. Okay. Do you understand it clearly? And your homework. Yeah. And this is your homework. I will, you can make the sentences with this word for me. One. Make sentences? With this word. In unit number 4. And write the story about your family again. Oh. Okay. Can you do that? Okay. Can you do that? Yes. Okay, let's try. If you can't, you can do this next time. And you just do about your story about family. Okay. 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 Now our class stop here and see you next time on Wednesday. See you next time. Have a nice night with your family. Thank you. You too. Bye-bye. Bye-bye. Okay.